Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 9 tháng 7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện các sở ngành của tỉnh cùng 54 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai được tổ chức ngay sau thành công kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Cùng với những kết quả nổi bật tình hình kinh tế xã hội trong nước, đối với tỉnh Lào Cai, năm 2019 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm bứt phá về đích hoàn thành kế hoạch 5 năm và mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm vụ đặt ra cho những tháng cuối năm 2019 là hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải tăng cường đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Vịnh nêu rõ, kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục xem xét thông qua các cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội và tập trung xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác. Để hoàn thành tốt chương trình nội dung đề ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tiếp tục nghiên cứu kỹ các nội dung, đóng góp ý kiến vào các báo cáo tờ trình để các nghị quyết được thông qua với chất lượng cao nhất. Kỳ họp thứ 10 có nhiều nội dung quan trọng, khối lượng lớn. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, các ban, Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, các tổ và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các cơ quan, các tổ chức hữu quan đã tích cực chuẩn bị các nội dung để trình ra kỳ họp theo yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã dành thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri tại các địa phương, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri và đã được tổng hợp chuyển đến kỳ họp của chúng ta. Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, đảm bảo hoàn thành chương trình nội dung của kỳ họp trong 2 ngày, ngày hôm nay và ngày mai, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị các vị đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ các nội dung, đóng góp các ý kiến có chất lượng đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để tạo sự thống nhất cao để các nghị quyết được thông qua với chất lượng cao và nhanh chóng đi vào cuộc sống. Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Hoàng Chí Hiền, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo trước kỳ họp về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua báo cáo tiếp thu, giải quyết ý kiến kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trước và sau kỳ họp. Đồng chí Giàng Sơ Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Nội dung quan trọng tiếp theo của kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bản tin thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Đoàn đại biểu huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam đã có chuyến thăm và ký kết chương trình hợp tác với huyện tự trị dân tộc Mông, Bình Biên, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo nội dung ký kết, hai bên đều nhất trí luân phiên tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa tại Sapa và Bình Biên, phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền sản phẩm du lịch và sản phẩm nông nghiệp đặc sắc tại mỗi địa phương nhằm tăng cường thêm sự hiểu biết giữa nhân dân hai địa phương, đồng thời thu hút khách du lịch, tổ chức giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đào tạo kỹ năng trong hoạt động du lịch nhằm phát triển du lịch giữa hai địa phương. Nhân dịp này, đoàn đại biểu của huyện Sapa đã đi thăm công ty hữu hạn khai phát nông nghiệp bản Nguyễn Đạt Bình Biên, nhà máy nước uống Chân Minh Bình Biên và trường trung học huyện Bình Biên. Trung tâm khuyến nông vừa bàn giao cá giống cho các hộ dân tham gia mô hình nuôi cá tầm trong lồng bè trên hồ thủy điện Bắc Hà, qua đó nhằm khai thác thế mạnh của địa phương để phát triển sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho nông dân.
Có 4 hộ dân được lựa chọn tham gia mô hình với tổng diện tích lồng nuôi là 400 m². Mỗi hộ được hỗ trợ 750 con cá giống và 2,7 tấn thức ăn công nghiệp theo yêu cầu của từng giai đoạn phát triển của cá. Nông dân tham gia mô hình đối ứng bằng việc làm lồng nuôi đúng tiêu chuẩn và công chăm sóc. Cá tầm được nuôi trong điều kiện nhiệt độ môi trường nước dao động từ 16 đến 26 độ C, nguồn nước chủ động, không bị ô nhiễm, đảm bảo đủ lượng oxy hòa tan và có độ sâu hồ đạt từ 15 mét trở lên. Đây là đợt thứ 2 thả cá giống và sẽ được nuôi trong 10 tháng. Dự kiến tới đây, ở địa phương có điều kiện về khí hậu, mặt nước để cá tầm sinh sống sẽ tổ chức nuôi trên quy mô lớn, tiến tới thành lập các tổ nhóm nông dân cùng sở thích nuôi cá tầm trong lồng theo hướng Việt Gáp, liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm bền vững. Đây là cơ sở để nhân rộng phát triển sản xuất hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nghèo và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại các địa phương vùng cao Lào Cai, người nông dân đã phát huy tính chủ động, sáng tạo trong chuyển đổi sản xuất, tự tìm những hướng đi mới để cải thiện cuộc sống. Chính sự tích cực ấy đã góp phần làm thay đổi đáng kể diện mạo của những bản nghèo vùng cao. Ghi nhận của phóng viên Thời sự tại xã vùng cao Lùng Khấu Nhiên, huyện Mường Khương. Mảnh nương này cách đây 4 năm vẫn dành để trồng ngô, được mùa nhất cũng chỉ cho thu nhập chưa tới 10 triệu đồng. Bà Lùng Thị Diêu đã mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích trồng ngô sang canh tác cây quýt. Sau nhiều lần thấp thỏm lo âu, cây chẳng phụ lòng người. Năm nay quýt bắt đầu cho thu hoạch, lại sai quả, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình bà. Năm thứ tư thì chắc là năm nay phát triển hơn nhiều rồi. Năm ngoái thì ít lắm, năm thứ ba thì bảo nhỏ lắm, chưa phát triển. Cái quýt chưa phát triển thì chưa cho nó có quả, chỉ có được ăn thôi chưa được bán. Mà năm nay thì nhiều rồi, được một nửa chắc là được hơn 2 tấn, 3 tấn thế này. Bà con rất là vui, bà con rất là thích trọng. Phấn khởi trước những thành công bước đầu với cây quýt, cùng với gia đình bà Diêu, nhiều hộ dân khác ở Lùng Khấu Nhiên đã mạnh dạn đưa quýt lên đồi đá, đưa quýt xuống vườn thay thế cho những loại cây trồng kém hiệu quả trước kia. Hiện tại, toàn xã Lùng Khấu Nhiên đã trồng trên 6 hectare quýt, chủ yếu ở hai thôn Suối Thầu và Na Cạp. Dự kiến trong thời gian tới, diện tích quýt sẽ được mở rộng lên tới trên 200 hectare. Bà con nhân dân cũng yên tâm bởi đầu ra cho sản phẩm cũng tương đối thuận lợi. Nhà mình năm trước thu được 7 tấn, thu lái đến tận vườn mua, không được lấy ra chợ bán, giá cả cũng ổn định, mình cũng yên tâm sản xuất ạ. Tuy nhiên, để phát triển cây ăn quả, nhất là cây quýt một cách bền vững, thì vẫn còn nhiều vấn đề mà xã Lùng Khấu Nhiên cần quan tâm giải quyết. Trong đó, trang bị cho người dân những kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả là yếu tố vô cùng quan trọng. Đối với Ủy ban xã thì cũng đã có cái phương hướng là nhân rộng ra cái mô hình trồng cái cây quýt này. Thì tiến tới là chúng tôi cũng sẽ đề nghị hỗ trợ thêm cái gọi là cái về kỹ thuật cũng như là chăm sóc cây trồng của cây quýt này, phòng nông nghiệp ấy cũng như là trung tâm dịch vụ sẽ hỗ trợ về cái kỹ thuật xuống thôn bản để hướng dẫn bà con nhân dân trồng và chăm sóc cái cây quýt này, bởi vì trước đây thì bà con nhân dân của chúng ta là tự phát cho nên là cũng chưa biết cách chăm sóc cũng như là chưa biết bảo vệ cho làm sao để cho cây hiệu quả hơn. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng niềm tin vững chắc vào hướng đi đúng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng sẽ tạo đà cho những thôn nghèo từng bước phát triển theo hướng tích cực. Bên cạnh cây ăn quả, cấp ủy chính quyền xã Lùng Khấu Nhiên cũng định hướng cho bà con khai thác những tiềm năng thế mạnh của thôn bản mình để tiếp tục xây dựng những mô hình kinh tế mới góp phần giảm nghèo bền vững. Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc CG năm 2019 đã diễn ra sôi nổi tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh. Sau 2 ngày tranh tài quyết liệt, gay cấn, đoàn vận động viên Taekwondo Lào Cai đã xuất sắc giành được 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đoàn Lào Cai có 33 vận động viên tham gia. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, các vận động viên đã thi đấu hết mình và giành được những kết quả cao, khẳng định hướng đi đúng của thể thao Lào Cai trong việc lựa chọn, chú trọng đào tạo Taekwondo là môn thể thao mũi nhọn của tỉnh. Em đã rất cố gắng và quyết tâm khi để chuẩn bị giải ạ. Và không lãng phí ạ. Mục tiêu của em là tiến tới huy chương vàng và khi đạt được mục tiêu thì em rất vui đã khi đã đóng góp cho tỉnh và đội ạ.
sau khi giành được huy chương bạc của giải giải trẻ tên đô lứa tuổi trẻ toàn quốc CJ tài trợ thì em cảm thấy rất là vui và tự hào. Và em nghĩ rằng mình cần phải cố gắng hơn để có thể đạt được những mục tích cao hơn trong những giải khác ạ. Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, đoàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn khẳng định là đơn vị dẫn đầu trong việc đào tạo vận động viên taekwondo với 22 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương của giải. Ngày hôm nay mùng 9 tháng 7 tiếp tục diễn ra các trận đấu cuối cùng của nội dung đối kháng. Giải sẽ kéo dài đến hết ngày 13 tháng 7. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.